Rồi bây giờ con nhìn vô video nè. Con nói cho cô chú nghe coi. Chay, chay, con nói cho cô chú nghe coi mà con có ý định nghỉ làm YouTube không? Dạ không. Dạ không. Sao vậy con bị sao vậy? You tear my balloon right. It's not funny. Đây nào mà bây giờ mày hỏi Chay nè. Chay có thích làm YouTube không? Dạ. Vậy thôi nghỉ làm nha. Dạ. Nghỉ qua YouTube nha. Dạ. Nghỉ qua YouTube cho cô chú nha. Dạ. Rồi thôi bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Nói từ giờ về sau làm sao? Từ giờ về sau. Từ giờ về sau không quay video nữa hả? Dạ. Làm sao vậy con? Rồi cô chú nhớ con làm sao? Rồi cô chú nhớ con, cô chú khóc hu làm sao? Cô chú có nhớ Chay không ta? Chay nghỉ làm YouTube cô chú nhớ không ta? Nghe nè con Chay nè cô chú. Nghỉ làm YouTube nghe cô chú. Từ giờ về sau giải nghệ không có làm YouTuber nữa nha. You wanna be a YouTuber? Yeah. Con có muốn làm YouTuber không? Dạ. Không muốn hả? Vậy thôi thôi bye bye cô chú đi thôi. Từ nay Chay giải nghệ chứ không có quay video nữa đâu. Nha. Có đồ chơi là cười là con Chay nó không có khoe cho cô chú đâu. Nó có đồ chơi là con mình nó biết à. Ừ, mà lý do tại sao hai ngày nay nghỉ làm video? Hả? Tại sao hay là nghe do căng thẳng quá hả? Dạ. Dạ do căng thẳng quá nghỉ làm video phải không? À. Sao? Hai ngày nay cô chú hỏi sao không có video? Không có video. Lý do là sao? I don't want you. Ồ, con không muốn hả? Dạ. Sao không muốn? Hả? YouTuber mà không làm video chứ làm gì giờ? Hả? YouTuber không làm video chứ làm gì? Hả? Lại lấy bong bóng thổi đi. Cái gì vậy? Trời ơi, tự nhiên đem đi lấy chỗ quét nhà cho mẹ đi. Đúng rồi, con làm đó, con quét nhà giùm cho mẹ cái đi. Ủa con quét gì kỳ vậy? Đi mẹ chỉ cho, đi mẹ chỉ cách quét cho đây nè. Con cầm về nè. Con cầm về nè, con quét về nè. Ok mommy. Dạ mẹ ơi. Dạ mẹ. Rồi, quét làm sao? Mẹ chỉ làm sao? Mẹ chỉ con quét nhà làm sao? Quét nhà đây. Cầm hai tay đàng hoàng. Cầm hai tay quét đàng hoàng, quét tới, quét lui. Đó, YouTuber Chay Chay quét nhà nè cô chú nha. Mặt đầm đầm đẹp ê á, mặt đầm đẹp ê. Ủa, tính làm Cinderella hả? Vừa quét nhà vừa múa hả? Trời đất ơi. Đây nè, Chay ở đằng đây bụi không nè Chay. Lại quét giùm cho mẹ đi, lại lên. Con mới vừa ăn bánh xong đó. À, con quay để cho con bị chóng mặt á hả? Kỳ ghê á. Bước lại đây. Ai quét nhà kiểu đó không? Đây mẹ chỉ cho, đưa đây mẹ chỉ cho. Đưa đây, đưa mẹ chỉ không? Kỳ ghê Chay, kỳ ghê. Không được, không đúng rồi, làm vậy là sai. Quá sai. Giờ muốn mẹ chỉ không? Rồi đưa đây mẹ chỉ cho. Đây nè, con phải làm như vậy nè. Gom vô. Thấy chưa? Con ăn cái gì dơ xong là con phải gom, con phải lấy cái chổi con quét liền, thấy không? Con cứ gom như vậy nè. Con cầm một cái tay nó nặng quá thì con cầm hai cái tay. Làm gì vậy? Rồi, làm đi. Đúng rồi, giỏi. Làm sao? Ồ, con muốn có bạn chơi cùng con hả? Mà bạn nào? Bạn A Trì hả? Giờ này 7 giờ chắc A Trì đi ngủ rồi con. Để ngày mai thứ hai A Trì đi học á. Mà mẹ con không biết là A Trì bữa nay là ở với ba hay ở với mẹ nữa. Ồ, nó nói trời ơi mẹ con muốn bạn chơi với con coi tội nghiệp không? Ồ, mẹ để em chơi Chay nha. Nha. Mẹ để em chơi với Chay nha. Dạ, lớn lên. Cô có muốn em không? Dạ không hả? Ủa dạ không mà vậy sao ai đâu chơi con? Cá
Hả? Đó đó, mẹ mới vừa ấy với con, giờ con bài ra nữa rồi đó. Kỳ ghê chứ. Cô chú ơi, mấy này không có video của chay cho cô chú coi ha. Nó nhỏ nhỏ thôi để cho mày nói chuyện cô chú cái. Rồi nè, cái này là của con này nha. Cái này là nãy nay cô chú không có coi video của chay tại vì Ngọc cũng hơi bận á. Chứ Ngọc không có quay được. Bây giờ là chay đang ăn chay ăn gì chay? Dạ mì. Ờ, cô chú thấy chay ăn mì giỏi không? Mì mà mì chay luôn á nha cô chú nha, mì là mì chay luôn á. Tại vì Ngọc ghé chùa Ngọc mua đồ chay á, cái cô có bán mì chay á nên Ngọc mua mì chay Ngọc ăn. Rửa tay nha. Nãy là chùi tay nha. Một chút nữa qua A Trì chơi không? Nhớ A Trì không? Dạ. Nhà con ăn luôn, ăn giỏi cho cô chú coi. Bây giờ cái gì đâu? Trời ơi, bác cái hành đó chứ có gì đâu, làm gì cũng bóc ra nữa. Ăn vô đi. Mẹ mệt con quá là dây nha, con không có được bóc ra nha. Mấy cái đó ăn vô ngon lắm á. Ăn vô thơm. Ăn mì đi. Cô chú mẹ biết, cô chú mấy này nhớ chay lắm á, mẹ đâu có quay chay hai ngày nay đâu. Chị kể cho cô chú nghe, sáng này con đi đâu? Sáng này chị đi đâu? Để cô chú nghe coi. Chay nó ăn xong tô mì này, làm chút nữa nó ăn xong một tô cereal nữa nè cô chú nè. Giỏi lắm á. Bây giờ là chay nè. Chay nói chuyện với cô chú coi. Từ sáng hồi nãy chay ăn cereal có ngon không? Đó, không phải không phải để đầu tóc gì cho mới đẹp nè. Kỳ không? Mấy ngố mà ai để vậy? Mấy ngố mình phải để dài ngang như vậy nè, mới đúng. Mới đúng là ngố. Đó, vậy mới đẹp không? Anh thấy rồi. Đẹp không? Rồi bây giờ con hát cho cô chú nghe bản ABC coi. Hát cô chú nghe đi. A B C D E F. Lớn lên. B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Chay ơi, hồi nãy con đi chợ con gặp ai? Con gặp. Nãy con đi chợ con gặp ai? Con gặp ai? Con gặp cô chú. Cô chú. Cô chú coi video của Chay phải không? Dạ. Đó. Rồi bây giờ hả? Rồi con cho mẹ biết coi hôm qua con bị đứt tay ở đâu. Đứt tay. Cho cô chú coi coi. Cho cô chú coi coi. Đó, đúng rồi, chay bị đứt tay đó. Mà chay làm gì chay bị đứt tay? Mà cái đứt tay đó là lỗi của ai? Không, đó để vậy cô chú. Oh God bless you. Đứt tay là lỗi của ai? I did not fix. Nè, nhưng mà lỗi của ai? Mommy, I did not fix. Oh, it's your booties. Oh, your booties. Mà đứt tay đó là lỗi của ai? Lỗi của chay. Lỗi của chay, chay làm gì? Chay làm bể đồ phải không? Rồi con nói cho cô chú nghe coi, sao hai ngày hôm nay con không có xuất hiện trên YouTube? Không. Lý do làm sao? Con so bui. Ồ, con chán quá hả? Con chán quá, con không muốn làm YouTube hả? Hả? Em ăn con khó kiếm trên bà dư. Hả? Em con muốn quay combo, em blue combo, em pink combo, em yellow combo, em quay purple. Mà con thử nói cho cô chú nghe coi, mẹ với chay với ba với Lucky and là gì nè? Round. What are we? Mẹ với ba với chay với Lucky là gì? Seven. Là gì? Đúng rồi, làm ở đó cho cô chú coi. TikTok người ta làm vậy phải không? Cái TikTok không biết nó coi cái YouTube của cô chú nó làm nè. Bi da bi da bi da bu da bu. Nó làm cái gì á? Để con làm coi. Hay quá. Giờ nó muốn chơi TikTok dữ lắm cô chú ơi. Nó là nó rồi. Bây giờ hát cho cô chú nghe bản ABC. ABC boy. Không nghe, thôi nghỉ đi, không có chơi nữa. ABC E F G H I K L M N O P Q R S
rồi giờ hát, rồi hát bài. I will, bây giờ hát bài nở không màu. I can't sing about that. Con có thể chỉ là nỗi nhớ, hát đi. Vậy thôi khỏi ăn, khỏi ăn gumbo. Chỉ là nỗi nhớ đi. I love mommy. There's so much thing I sing in this. Trời ơi không, hát phải hát hai bản, phải hát hai bản. Okay. Hồi, hồi sáng này nè, hồi sáng này nè cô chú, lúc mà chay dậy trước mẹ chay á cô chú. Rồi cái hả chay nói mẹ mẹ dậy đi sáng giờ. Mở rèm ra phải không? Nói con nói cho cô chú nghe chữ mở rèm ra coi. Mở rèm ra. Không không, no 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 no. Rờ rờ. Mở rèm ra. Rèm ra. Rèm. Rèm. Không có rầm. Rèm rờ em rèm. Em rèm em. Quyền rèm. Quyền ra. Rèm mở rèm ra. Mở rèm ra. Mở rèm ra. Ngọc á, nó không có nói được chữ R. Xong rồi cái Ngọc sợ á, là lớn lên lỡ mà có hát tiếng Việt á, nó hát không được á, tại vì chữ R nó quan trọng lắm. R. Nhưng mà cái Ngọc Ngọc tập tập nó nói chữ này nè. R. Đây nè, để mẹ chị chạy cho mà. Ra rồi. Ra rồi. 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 Ôi. Rời. 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 Biết sao không? Tại vì chữ R khi mà mình phát âm mình hát á. Rồi mai thức giấc. Nó cái chữ, cái Ngọc sợ nó nói chứ không được chữ rồi á. Nhưng mà nó nói được chữ rồi. Nhưng mà chị không có nói được chữ R thôi. Chay, 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 chay. Chay, chay, ngồi xuống nè, lên ngồi xuống nè. Ủa, chứ tự nhiên cái con đang ngồi trên đó, cái con làm cho con té xuống chị. Đừng có giận mẹ nha. Dạ hả? Nó con giận mẹ hả? Yeah. Thôi đừng có giận mẹ, mình là happy family mà. Yeah. Chứ làm sao? Mà bây giờ chay nói cho ông bà cô chú nghe coi chay tên gì á. À, bây giờ chay nói nè, chay có muốn có em không? Yeah. Sao vậy? Yeah. Sao con muốn có em? You don't want baby sister or baby brother? Yeah. Why? So. Why? So you can play with them, you can share your toy with them. Con có em xong rồi cái con cho em chơi đồ chơi. Rồi cái con chơi với em. Vui không? Yeah. Thì sao hả? Because I don't want to. Thì sao con muốn hả? Yeah. You enough? Yeah. Có chay là đủ rồi phải không? Yeah. Mắc công cho xe đồ chơi rồi xe cereal với em phải không? Yeah. Không xe luôn hả? Mẹ coi coi con mắt nó dính, nó dính vàng nè. Dính nào không dính, không phải dính vàng mà dính lông mi nè. Lông mi rớt nè. À cô chú ơi, ngày mai là thứ hai là sẽ đi khám mắt cho chay nè cô chú nè. Ngày mai đây nè, ngồi im đàng hoàng để mẹ dặn nghe chưa. Trước cái ngày mà đi là ngày mai là cái ngày rất là quan trọng. Con có đàng hoàng không? Con muốn ăn gumbo không? Dạ. Rồi ngồi im đàng hoàng để nghe mẹ dặn nè. Ngày mai là một ngày rất là quan trọng đối với con mắt của con. Nên là khi mà con vô bác sĩ hỏi con cái gì con phải trả lời cái đó. Yeah. Rồi về nhà mẹ cho con ăn gumbo nghe chưa. Yeah. Nếu mà bác sĩ hỏi mà con không trả lời á là về nhà từ giờ về sau mẹ không cho ăn gumbo nữa nghe chưa. Bác sĩ hỏi là can you see that, you said yes. Rồi cái bác sĩ hỏi là con thấy cái gì thì con phải nói là con thấy cái gì, con phải trả lời cái đó nghe chưa. Nghe không? Ngày mai quan trọng lắm đó nghe chưa. Con nghe mẹ nói không? Dạ mẹ ơi. Mom, what's wrong with my butt? Rồi con nói dạ mẹ ơi. Dạ mẹ ơi. Con nghe lời mẹ rồi. Nghe rồi mẹ ơi. Ừ mà không, ngày mai cái hẹn là mấy giờ ta? Hình như mai hẹn là 2 giờ chiều. 2 giờ chiều thì ok, 2 giờ chiều thì cỡ chừng 1 giờ mình 12 giờ rưỡi là mình phải đi rồi nghe chưa? Dậy xong mẹ cho con ăn sáng đồ này kia xong là con đi với mẹ nghe chưa? Dạ. Từ đây chạy tới cái chỗ mà làm mắt đó là một tiếng đồng hồ lận á. It's so scary. Đâu có gì đâu sợ. Ủa, sợ. Bác sĩ đâu có làm gì đâu sợ. Con sợ mẹ. Con sợ ai? Con sợ. Sợ ai? Sợ the doctor. Con sợ bác sĩ hả? Yeah. Bác sĩ đâu làm gì đâu, con đâu sợ. Không, con sợ. Trời ơi, con sợ hả? Yeah. Thì sợ nhưng mà không có gì hết, có mẹ đi kế bên. I don't want to go, mommy. Yeah, no. I don't want to go. Mẹ sẽ ở bên cạnh chay. Go. Mẹ, I'll be with you, chị đi. No, nothing I gonna happen. To I don't want to go, Mom. You have to go because no. Because your eye has problem. No.
con phải đi tại vì con mắt con có vấn đề no. mà. No, I don't want to. You have to. No. JD. Stop being dead to mommy. Stop me. Stop me talking to me. Why? I'm gonna text you tomorrow. No. You know what? You know what? Nothing gonna happen. No. Remember? Remember the last time he no. gave you a sticker? The doctor was so nice. Con nhớ no. không? Con nhớ bác sĩ cho con cái sticker có con mắt không? No. Bác sĩ cho con cái cuốn sách cái với cục với con bé nữa đó. Meow. Đeo cái mắt kiến vô bé. Okay, meow. This is all the glasses. Cái gì nói gì tiếng Việt coi? Muốn hết glasses luôn. Muốn hết luôn hả? Yeah. Ồ, con muốn hết cái mắt kiến để đeo cho con gấu á ha. Yeah. Vậy là ngày mai con phải hợp tác với bác sĩ nghe chưa? Yeah. Con hợp tác với bác sĩ rồi con muốn cái gì mẹ cũng mua cho con hết. Rồi mẹ dở con đi coi Target ha. Mẹ chở con đi Halloween store ha. Rồi chở con đi PJMAS store nữa nha. Yeah, mà con phải hợp tác. Nếu mà con học bác sĩ hỏi mà con không trả lời á, mà con im im là mẹ không có mua cho con cái gì nữa hết á. Okay. Nhớ nha, ngày mai ngủ dậy á là mình phải sẵn sàng tư thế đi bà gặp bác sĩ nghe chưa? Yeah, bác sĩ. Ủa kỳ vậy? Bác sĩ nói là bác sĩ che con mắt con lại, con phải nhìn thẳng nghe chưa? Ờ, con phải hợp tác bác sĩ hỏi con có thấy gì không, con phải nói dạ thấy nha. Dạ không. Sao dạ không? Mà mình mới nói là để đi mẹ. Dạ không. Dạ đi. Không. Đi. Không. Đi mà. Không. Vậy thôi mẹ, từ giờ mày sao mẹ không có chở chay đi Target mua đồ chơi nữa. Không có just mua. Just a little one. Ờ. Just one toys. Không, không có mua luôn. Không Mommy, có mua. Mà... Just one toy. Nhưng mà con đi bác sĩ nha. Bác sĩ vô, bác sĩ đâu có làm gì chay đâu. Bác sĩ vô hỏi, ồ con thấy cái này không, con thấy cái kia không, thôi chứ bác sĩ đâu có làm gì đâu. Yeah. Phải ngoan. Yeah. Mình là big girl. Are you a big girl or you are a baby? No. Con là con gái, con gái con biết con bao nhiêu tuổi chưa? Con hơn 3 tuổi rồi đó, là con lớn lắm rồi đó. Nên là con phải mạnh mẽ hơn em bé. Chỉ có em bé mới khóc thôi, chỉ có em bé mới sợ thôi, chứ còn big girl là không có sợ. Mà với lại gì sao nữa, có mẹ ở đây nè, đâu có ai dám làm gì chay đâu. Mẹ bảo vệ chay mà, đâu có ai là dám làm gì chay đâu. Hiểu không? Nhớ nha, are you bigger? Yes. Rồi bigger, high five, bigger cái coi. High five. Rồi bây giờ thì mẹ với chay đi đâu ta? Giờ đi đâu, về chơi gì? À bây giờ chơi quảnh tù xì gái gì gái này không? Dạ không. Hay stick again. À con muốn chơi 50 hả? Con nói nè, con nè, con nhìn, ái giá, ái giá. Ui giá. Trời, u giá. Rồi con nói với cô chú ơi. Con nói cô chú ơi. Bây giờ con với mẹ. Con với mẹ hide and seek. Chơi 50. Chơi 50. Không, hide and seek. Ừ thì cái đó tiếng Việt gọi là chơi 50 đó. Không, hide and seek. Ừ, hide and seek có nghĩa là chơi trốn tìm. Ờ đúng rồi, chơi trốn tìm. Dạ, con muốn cô hide and seek. Con nói gì? Con nói đi. Con muốn cô hide and seek. Nhưng mà tiếng Việt, Vietnamese, trốn tìm. Không, chơi trốn tìm là mẹ trốn chay tìm, rồi chay trốn mẹ tìm là hide and seek. Đúng rồi. Mẹ nói Vietnamese còn chay nói English nên là nó khác nhau. Con nói, bây giờ con nói mà chơi trốn tìm đi rồi mẹ với con chơi. Con nói cô chú ơi. Chú ơi, con bộ. Bây giờ con với mẹ chơi trốn tìm. Con chú cười tìm. Trốn tìm. Chỗ tìm. Không có chỗ tìm. Trốn. Trời. Trời. Trốn. Trốn. Tìm. Tìm. Trời ơi, con nói chữ trốn chứ mà. Rồi bye bye cô chú ông bà. Bye bye cô chú ông bà. Yes, you can. Con nói đi, con bye bye cô chú ông bà. Con bye cô chú ông bà. Chúc cô chú ông bà. Chú ông bà. Vui, vui gì? Vui vẻ. Ngủ. Giờ. Ngủ gì? Bà cả. Ngủ gì? Ngủ sức gì? Sức khỏe đến ghê ghê. Sức khỏe đến ghê ghê hả? Dạ. Rồi, bye bye.